Hôm nay mình có được hỏi ý kiến về sức khỏe của mình sau khi khám bệnh ở đây với nhân viên của Penn Center. Thì mình đây là vài cảm nghĩ của mình. Hồi mà lần đầu tiên mình đến văn phòng của bác sĩ Quân á khám bệnh thì mình rất dễ chịu với bác sĩ và nhân viên làm việc đây. Sau khi làm việc ở đây, sau khi được chữa bệnh vài lần làm việc của bác sĩ và cách chỉnh xương và cổ và cái lưng của mình đó, sau khi bị một cái tai nạn thì mình cảm thấy đỡ nhiều lắm. Lần đầu tiên thì đỡ nhiều và sau lần mấy lần sau mình bác sĩ chỉnh thêm xương và chỉ ngay những cái vết đau cái bị sưng đó phụ giúp mình rất nhiều. Trở thấy được mình đi được 3 tuần nay rồi cảm thấy sức khỏe đỡ nhiều lắm sau khi cái tai nạn. Những lúc mà bác sĩ chỉnh xương cho mình đó thì rất tận tâm. Ý kiến của bác sĩ ra và ý kiến và làm cho mình relaxing trong khi lúc bác sĩ chỉnh xương thì làm cho mình cảm thấy thoải mái và không bị khó chịu hoặc là bị ngộp thở trong khi lúc bác sĩ chỉnh xương. Bác sĩ very good. Những lúc mà bác sĩ có chụp hình X-ray cho mình thì bác sĩ có thể chỉ thêm những cái chi tiết mà lúc cái xương mà mình bị cái khớp xương ngay cái chỗ nào, ví dụ như số 5, số 6 ngay cổ xương nó bị đau thì bác sĩ chỉ rõ ngay lúc đó và những cái hình X-ray vào cái lưng, cái khớp xương vào bị cái xương vào cái khớp xương mấy đấy bị thì mình thấy bác sĩ chỉ rõ ràng và chỉ ngay lúc cái chỗ cái xương ngay cái chỗ mình nữa. Thì bác sĩ chỉnh ngay chỗ đó rất có hiệu quả. Nói chung là bác sĩ trị bệnh rất tự nhiên và tận tình và làm cho bệnh nhân thoải mái để không có lo sợ trong lúc chỉnh xương. Nếu mà trong tương lai mà mình có bạn bè mà muốn giới thiệu thì mình sẽ giới thiệu rất nhiều bạn bè đến đây để họ chữa bệnh, nhất là tai nạn trên xe cộ California là chuyện và tai nạn trong làm việc đó, xảy ra rất thường trên California. Đó là ý kiến của mình. Cảm ơn.